Let's go.
Nó lại chuẩn bị đi học hả? Luôn.
Ủa mà nếu làm luôn như vậy bao lâu nộp bài, như qua Tết chút xíu mấy tuần là nộp rồi đúng không? Ủa 7 tháng 1 lận mà giờ chưa chưa nhận đề mà đúng không Thành? Thứ năm mày mới nhận đúng không? Thank you.
Vậy giờ nó học mở ừ chăm sóc khách hàng không chính xác hơn là em thảo ngành y quá rồi được chưa hả à. Ờ bỏ qua rồi. Thì em đâu có suy nghĩ về mấy chuyện kia nữa đâu. Em giờ mới thi đại học lại thôi không? Máy tính lấy theo đi. Ủa anh không đi theo với mấy đại hả? Không bỏ xu nào không bỏ xu tiền lẻ nào chứ tiền chẳng chắc vẫn còn mà tội nghiệp cái đại có gì cần nhắn qua rồi hỏi nha tội nghiệp cái đại không vui hả
sao vậy? Có dự cảm mà. Ôi, trong lúc mà đợi tụi nó em làm cái gì? Làm bài. Mà nó công nhận gọi với đại chỗ đó ý là tự nhiên giờ với đại không hồi chờ. Đúng không? Vậy là ý là tụi nó kiểm tra giữa giờ chứ không phải cuối giờ đúng không?